Xin chào tất cả các bạn. Giao phần trước thì chúng ta đã học về số đếm đúng không ạ? Mình đã dạy các bạn số đếm từ 0, từ 0 cho đến 100 rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp từ hàng trăm, rồi hàng nghìn, rồi đến hàng vạn. Nhưng mà trước khi vào bài học đó thì chúng ta sẽ cùng luyện tập lại một chút về số đếm đúng không ạ? Mình sẽ đến từ 0 cho đến 100 nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 70 nhé. Có hai cách đọc. 80, 90 và 100, đúng không ạ? Và chúng ta cùng luyện tập số đếm đó qua phần đọc số điện thoại. Số phone, đọc số điện thoại. Dụ ta có một dãy số điện thoại như thế này và chúng ta sẽ đọc như bình thường thôi. Ví dụ nhé, mình sẽ đọc số điện thoại này cho các bạn nghe. 080 6541 97 23. Nhưng mà trong số đếm điện thoại thì người ta hay dùng trợ từ no để ngăn cách các số ra. Vì sao lại phải ngăn cách? Ngăn cách để cho người nghe điện thoại có thời gian để ghi chép lại. Ngoài ra nó không còn có ý nghĩa gì cả. Này kìa, no. Nó nối lại nhé. Thì chúng ta đọc nó như thế nào? Thực chất thì chúng ta sẽ đọc là 080 no 6541 no 9723。あ、こんにちは。この間携帯はなくなったんだけど、はい、携帯電話番号もう一回教えてくれる？わかりました。090-2223-2626 です。ありがとうございます。あ、ゆえの方も。これは080-9232-3206 です。ありがとうございます。じゃあ、chúng ta bước vào phần chính của bài học ngày hôm nay. Đó là số đếm hàng trăm, hai số không nhé, và hàng nghìn, ba số không, và hàng vạn, bốn số không, được chưa? Hàng trăm thì sẽ đọc như thế nào? 200 là 200, 300 là 300. Mình vòng đỏ này là nó có biến âm đặc biệt nhé, mình các bạn chú ý một chút. 400 là 400, 500 là 500, biến âm ở hàng 600 là 600. 700 là 700, 800 là 800, có biết không này, 900 là 900, yeah. Và chuyển sang hàng nghìn, yeah. Isen, và có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất đó là sen, bình thường người ta chỉ nói sen thôi. Và cách đọc thứ hai là isenen, yeah. Rồi thì nisen thì nói là 2000 đúng không ạ, nisen. San dê này, tên tên nhé, các bạn nhớ san dê. Và 8000 thì sẽ là hát xe nè. Và chúng ta đi đến hàng vạn, 10000. Có hai cách đọc này, trong tiếng Việt có hai đọc là 10000, 10000 tức là 1 vạn, đúng không, 10000. Nhưng mà trong tiếng Nhật thì chúng ta nó không đọc là ju xe nè đâu nhé, mà nó đọc là 1000, được chưa? 1000. Thì cho nhỏ, nếu mà người ta hỏi là 10000 thì nói như thế nào thì chúng ta sẽ phải nói là 10000. À, 10000. Dạ. Nếu mà nói 20000 thì sẽ nói như thế nào? Sẽ là 20000. Đấy là 20000. Đấy kìa. Tương tự, ví dụ là 50000 đúng không? Thì sẽ nói là 50000. Bây giờ mình sẽ cho một số cụ thể như thế này, dài như thế này nhá. Ví dụ một số như thế này. 1.546.000 đồng đi, để cho nó rõ ràng nhé. 1.546.000 đồng thì chúng ta sẽ phải đọc như thế nào? Ở đây trong tiếng Việt thì chúng ta thường đọc theo hàng nghìn đúng không? Hàng nghìn đúng không? Nhưng mà trong tiếng Nhật đọc theo hàng vạn cơ. Các bạn nhớ này, cách 4 số 0 là vạn nhé. Ok, hàng vạn. Và trước hàng vạn thì chúng ta sẽ đọc số đấy và cộng với man. Man là vạn nhé, các bạn nhớ man là vạn, ok. Và chúng ta sẽ đọc là Heku Goju Yong Man. Ở phía sau còn những cái số nào thì chúng ta đọc nốt. Ví dụ phía sau con số này là 6000 đúng không, thì chúng ta sẽ đọc là Loksen. Vậy thì mình sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Heku Goju Yong Man Loksen đồng.
Ok. Trong dòng tiếp theo thì mình sẽ dạy các bạn về mệnh giá của các đồng tiền Nhật Bản, đem nó so sánh với đồng tiền Việt Nam. Các bạn nhớ để ý theo dõi nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Dũng Mô Địch của mình. Bye bye.